chương 1, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Sáng hôm nay, chương 2, nghe chọn bộ tại mê audio com Tiểu song nhi cậu đi đâu vậy, tớ xuống can tin, tiểu lam đi không? Làm vì lắc đầu ngán ngẩm, bộ nó không biết là can tin không bán cho lớp ép sao trời. Con nhóc này, thiệt là, song thi à, can tin không bán cho lớp ép đâu, cô lên tiếng hơ, thế bình thường mấy cậu chưa kịp nói xong nó đã bị cô và nhỏ lôi đi sạch sạch. Ước chế nó lầm bầm, sao ai cũng thích nhảy vô họng nó ngồi hết vậy trời, lão thiên. Mấy bay làm gì mà kêu ta hoài vậy, nhức cả tai. Nó tỉnh bơ tụi con làm người, cô và nhỏ kéo nó đến chỗ đường cục ở cuối dãy cho treo một bức tranh phương hoàng. Cô dùng tay ấn vào con mắt của chim, lập tức một cầu thang hiên ra dẫn xuống lòng đất một cái sân rộng lớn dần hiện ra trước mắt nó, à dế, rộng bằng nửa cái trường này chứ chả chơi, trường khoảng 5 000 mét vuông oa a a, chưa hết đâu, đi theo tớ, nhỏ lên tiếng rồi tiếp tục lôi nó đi tập 2. Nhỏ dừng lại trước một cánh cửa, đẩy vào, bánh ngọt, sô-cô-la, thức ăn đóng hộp, sữa, nước ngọt. Chất đầy tủ. Ôi ôi mình chết mất nó choáng, cả căn phòng toàn đồ ăn thức uống đủ cho 29 đưa tụi nó cả năm ý chứ cô nhìn nó, mỉm cười, e hèm, xin giới thiệu, đây là mật thất thuộc quyền sở hữu của lớp 3F. Thật sao? Dương Dương à, lớp trưởng. Còn mấy phòng kia là gì vậy? Gọi mình Tiểu Dương là được, ê tô, đây là phòng 1, phòng 2 chứa vũ khí, phòng 3 là thư viện, phòng 4,5 là phòng nghỉ cho nam, phòng 5,6 là phòng nghỉ cho nữ, ya a quá đã lớp ép chú ý, tiết sau luyện tập ở mật thất, hết nó đưa tay sờ lên vành tay mình, thì ra thứ mà vĩ hồ SS móc vào vành tay nó là thiết bị liên lạc. Nó quay đi theo cô và nhỏ để thay đồ, chuẩn bị luyện tập. Hiện tại, 29 người của lớp ép đã có mặt đủ ở trên sân trong mật thất giờ thì nó hiểu tại sao ngoài đầu giờ và cuối giờ nó chẳng bao giờ thấy mặt lớp ép tại mọi hoạt động đều ở đây cơ mà xong thi em hãy chọn một biệt danh cho mình đi tại sao ạ à? làm nhiệm vụ ám sát cần mật danh ví dụ dương dương là Yun, Lam Vi là Gen à vâng vậy mật danh của em là Jin ạ được rồi Jin em lên đây chúng ta cần xác định chỉ số sức mạnh của em nó bước lên, đánh một đấm với tất cả sức lực vào máy đo chỉ số sức mạnh. Màn hình chớp nháy rồi hiện lên. 236. Mọi người há hốc nhìn nó, một cô gái có thể có chỉ số cao đến vậy sao? Vĩ hồ SS vỗ vai nó tươi cười nói, em giỏi lắm Jin à, cô cũng chỉ mới 389 thôi, chỉ số của em cao nhì lớp đó, vậy ai cao nhất ạ, à? là Kim, hắn, chỉ số là 254, nó gật đầu rồi đi xuống không mải mai quan tâm gì tới vẻ mặt hả hê của hắn mà thắng một cô gái có cần hả hê vậy không thật là trẻ con hết nói nổi có thời gian sao không nghĩ lát nữa ăn gì chứ lơ bi bằng gạch dưới bằng chất em chớt qué sau một hồi luyện tập các kỹ năng nó nhận ra rằng sát ý của nó không thể tự ý kích lên được nó cơ bản là không thể kiểm soát mà thôi, từ từ tính, bây giờ về nhà cái đã nào, mũ mũ. Chương 3, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, xong thì, tụi mình đợi cậu nãy giờ, đi shopping với tụi mình nhá mai hạnh nắm lấy tay nó, định kéo đi nhưng bị nó giật lại. Đây là lần đầu tiên nó từ chối à ta, bình thường nó không phải rất nhút nhát, rất nghe lời sao ở nhát ghê, đập một phát ngươi không bầm dập mới lạ á, xin lỗi cậu Mai Hạnh, mình đã hứa là đi mua ít đồ với Tiểu Lam và Tiểu Dương rồi, vừa nói nó vừa nháy mắt với nhỏ và cô. Nó chả thích đi với mấy đứa này tí nào, lần nào cũng bắt nó thanh toán, cơ mà bây giờ nó cần gì phải như vậy chứ. Biết ý nó muốn tránh mấy đứa phiền phức trước mặt, nhỏ đẩy nó, giọng giả vờ, hồ hời được rồi, tiểu xong, đi thôi, đi thôi, cô cũng tham gia vào, nắm nay nó kéo đi, miệng nở một nụ cười đẹp như thiên thần, khoan đã hai đứa khác chắn đường tụi nó lại, sao vậy? Còn chuyện gì nữa sao? Nó nhìn tụi ả à ra vẻ thắc mắc dù đã dự đoán được việc này, cậu vì hai đứa lớp ép thấp hèn này mà từ chối bọn tớ sao hả? Xong thì à, cậu có nhầm không thế, thấp hèn sao? Nhưng... <laughs> tiếp tục giả vờ phải thấp hèn như chúng nó sao có thể đi với bông hoa lớp a như cậu chứ nó đã đạt tới đỉnh điểm không thể nín nhịn thêm nữa dám nói xấu những người bạn của nó sao không thể tha thứ được nó nhất định phải tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với lớp a dây dưa với cái lớp này thật đúng là đau đầu nhức óc mà à bông hoa của lớp a phải rồi nhỉ nghe nó nói mấy đứa kia mừng như bắt được vàng vì nghĩ nó vẫn xem mình là thành viên của lớp a bà chị nằm mơ giữa ban ngày đấy à nhưng đó là chuyện của hôm qua rồi bạn ạ à. ngay tại đây và ngay bây giờ tôi là thành viên của lớp f mà lớp f là cái gì ấy nhỉ à forever and nên tốt nhất mấy người tránh xa tôi ra tôi không có quan hệ gì với lớp a các người cả chúng ta đi thôi dương dương lam vi Vừa nói nó vừa lấy tay đẩy mấy đứa kia ra, cùng cô và nhỏ đi khỏi đó. Trước chất giọng cũng như cách nói đanh thép của nó, mấy đứa lớp A chỉ biết ngẩn ngơ. Lại nói, nó sao có thể có lực tay mạnh đến vậy, đẩy tụi ả à xém té mà như chơi vậy. Tính cách đó, sức lực đó, nó từ lúc nào trở thành như vậy chứ? Chẳng phải hôm qua vẫn còn hiền lành, dịu dàng, nói cười vui vẻ với lớp A sao? mới qua một ngày đã trở thành lạnh lùng, đanh thép và xa cách đến vậy, rồi còn rất thân thiết với lớp ép nữa chứ. Chị ấy xưa giờ vẫn vậy, tại mấy người ngu không biết thôi, a à hi 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 hi, à a ha, ha 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 vâng, âm thanh trên chính là tiếng cười của ba chị thân yêu của chúng ta đấy ạ, à, tiểu song nhi à. Cậu thật number one a à tương đương, nhỏ vừa cười ngặc nghẽo, vừa đưa ngón cái lên like cho nó. Tất nhiên, ta mà lị nó tự hào cắt đứt hoàn toàn với lớp A thật là khỏe quá đi thôi, nó đưa tay xoa xoa thái dương như rút được một gánh nặng gì đó cực kỳ to lớn vậy. Tiểu Song có thấy cái mặt ngạch của tụi đó không? Buồn cười chết được, a à, hi 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 hi, cô không thèm giữ hình tượng trang nghiêm nữa, chuyện này thật sự là không nhịn cười được. Nó đúng là quá dữ, rất chi là phù hợp với lớp ép này nó cùng hai cô bạn mới gặp một ngày đã thân của mình cùng trò chuyện trên đường về nhà trong góc tường nào đó không xa ba chàng trai với gương mặt đẹp như tạc tượng đang lặng lẽ dõi theo bóng người đang dần khuất sau con rẽ các cậu thật thú vị sau trước giờ tôi không nhận ra nhỉ mọi người ơi ơi nếu được cho Lerby xin cái comment nhoa mơn mọi người nhiều little butterfly chương 4, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com ice dương dương đau nó quay lại nhìn cô nhan nhó úp cậu biết là mình à ưm um nó gật đầu tay đưa cho cô một mảnh giấy vừa lấy trong cặp ra thiết như dương dương 16 tuổi nhóm máu b biệt tài tốc độ chạy nhanh kinh hồn cậu điều tra mình sao cô nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ pha một chút gì đó gọi là thất vọng nó không tin cô sao sao lại làm như thế chứ ấy ấy cậu đang nghĩ đi đâu vậy đây là hồ sơ của hiệu trưởng sama đưa cho mình yes thật là âu oh, really i'm so sorry it's ok. i don't think anything about that i promise thanh you. vâng sau khi cô nói một câu tiếng anh nó và cô thuận gió đẩy thuyền bắt đầu nói tiếng anh tới lúc đi vào tới lớp rảnh giữ cô vĩ hồ bước vào miệng nở một nụ cười ẩn ý nhìn nó nó nheo mắt nhìn ss cô giáo thân yêu của nó lại có trò gì nữa đây trời ss mỉm cười bước lên bục giảng cất tiếng tối nay có nhiệm vụ tập trung đã rõ rõ nhăn mặt cái giống gì thế này người ta mới vào học có hai ngày thôi đã bắt đi làm nhiệm vụ quá đáng thật là quá đáng a à tương đương rất vô tư ra vẻ không hề quan tâm đến khuôn mặt như khi ăn ớt của nó ss nói tiếp lớp ta bây giờ không chẵn nữa, cô sẽ đi cùng với các em, tiểu chân, em sẽ đi với cô, xong thi em cùng nhóm với thiên quân, hề. Hai tiếng la thất thanh đồng loạt vang lên, còn ai khác ngoài hắn và nó cơ chứ. Còn tiểu chân, cô thấy hơi buồn nhưng cũng thấy vui, đi với sensei cũng rất tốt, cô sẽ tiến bộ, còn đi với hắn chả được làm gì, chán ơi là chán. Nguyên đám lớp ép này, đứa nào cũng beauty hết nên chả đứa nào quan tâm gì mấy đến hắn. Cô Vĩ Hồ thì đưa đôi mắt ngây thơ vô, số tôi nhìn hắn và nó. Vậy nhoa, các em tự học, sensei xinh đẹp đi trước, bye bye các tình yêu vừa dứt lời, biến mất tiêu luôn. Bỏ lại sau lưng hai đứa đang thất thần, không biết nói gì chỉ im lặng nhìn nhau, hận không thể đạp chết người kia cho khỏi làm việc chung liếc mắt đưa tình kia kia a a sau đó cái đầu óc chuyên phá rối bé nhỏ của nó chợt này ra một ý tưởng nó nhảy lên bục giảng nè mọi người năm nay năm cuối ui sao tụi mình hốc làm cho đám lớp khác lác mắt một lần chơi được đó cả lớp hưởng ứng ngay bấy lâu dù rất giỏi nhưng tối ngày bị chọc là ngu si trong lòng đương nhiên rất bực mình điều nó vừa nói thi hành chắc chắn sẽ rất là vui nha vậy lát ra chơi xuống căng tin, thì đại ok nào giờ không có xuống căng tin, chả biết cảm giác nó ra, nàm thao, nên cả lớp đồng ý ngay. Ra chơi nguyên đám lớp ép kéo xuống căng tin trước sự kinh ngạc của mọi người. Nó đứng lên, đi lại chỗ bán, dì ơi, 29 phần ăn cho con nhá. Bà chủ gật đầu lia lịa, miệng cười tâu. Chứ sao, lời thế cơ mà. Nó đi lại ngồi tám chuyện vô cùng tự nhiên, tất nhiên tụi nó biết 35 đứa lớp A đang nhìn tụi nó chằm chằm, sát thủ mà lại, nhưng vẫn không thèm quan tâm tới. Bỗng một tên đi lại gần, đặt tay lên vai nó. Nó quay lại chương 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, trò này được đó mọi người, rất là vui cậu hào sảng lên tiếng vui thì lần sau chơi tiếp nó, lớp AA tương đương, các người được chọn làm đồ chơi mới của bọn ta, cứ từ từ mà tận hưởng dấu lớn.